Kính chào quý vị và các bạn đang đến với kênh tin mới ngày hôm nay. Đã diễn ra những sự kiện nóng và đáng chú ý nào? Tình hình chính trị xã hội trong nước và quốc tế có gì đặc biệt? Hãy cùng đón xem với chúng tôi ngay sau đây. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin của tin mới trong bản tin ngày hôm nay. Các bạn thân mến, tin mới sẽ mang đến cho quý vị và các bạn nội dung sau. Kính thưa quý vị thân mến, vùng mưa ở trung lưu sông Dương Tử đang di chuyển theo hướng đông. Trong ngày hôm nay và ngày mai sẽ có mưa to ở tỉnh Giang Tô. Tờ Yangtze Evening News đưa tin rằng thời tiết vừa tốt đẹp ngày hôm qua đã bắt đầu thay đổi trở lại vào ngày hôm nay và sẽ có mưa to, mưa lớn ở tỉnh Giang Tô. Theo đài quan sát khí tượng thủy văn tỉnh, do có luồng không khí ấm ở phía tây nam hoạt động gần đây, nên hiện nay ở khu vực trung lưu sông Dương Tử đang có mưa rào di chuyển về phía đông, có khả năng xảy ra mưa dông và gió giật mạnh. Ngoài ra còn có mưa rào hoặc có mưa dông ở khu vực phía bắc sông Hoài Hà với lượng mưa vừa đến mưa to. Ngoài ra với sự di chuyển theo hướng đông của xoáy thuận Giang Hoai trên khu vực tỉnh, gió đông nam sẽ mạnh dần lên, ngoài khơi gió giật cấp 6-8. Do cường độ cao của quá trình mưa này, người dân cần chú ý thực hiện các biện pháp ngăn chặn tích nước. Từ phân tích xu hướng thời tiết ngắn hạn, lượng mưa có thể chỉ kéo dài trong 2 ngày và sẽ không còn những ngày mưa liên tục. Dự kiến từ đêm nay đến ngày mai, khu vực Nam Kinh sẽ có từ 24 đến 32 độ C với mưa to đến rất to. Và ngày mai Nam Kinh sẽ có mây, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ C. Và ngày tiếp theo Nam Kinh sẽ có mây, 20 đến 28 độ C. Thảm họa lũ lụt lan rộng ở Trung Quốc. Thưa quý vị, sau khi bước vào mùa lũ, mưa lớn ở nhiều tỉnh ở Trung Quốc đã gây ra lũ lụt, trong đó lưu vực sông Hoài Hà và lưu vực sông Dương Tử là nghiêm trọng nhất. Các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi những trận lũ lụt gần đây là lưu vực sông Hoài Hà và hạ lưu sông Dương Tử. Tân Hoa Xã đưa tin, mực nước của hồ Hồng Dê ở khu vực biên giới giữa tỉnh An Huy và tỉnh Giang Tô đã lên tới 15,14m, cao nhất mọi thời đại trong năm. Theo AFP đưa tin hôm thứ Tư rằng, tỉnh Giang Tô đã sơ tán 70.000 người sống gần hồ Hồng Dê đến nơi an toàn trong trường hợp xảy ra tai nạn. Ông Lưu thuộc văn phòng quản lý đập hồ Hồng Dê nói với CCTV rằng việc kiểm tra các đập chính của hồ Hồng Dê đã được tăng cường để ngăn chặn bất kỳ tai nạn nào có thể xảy ra. Hồ Yonghe là hồ lớn thứ tư ở Trung Quốc. Một số con sông lớn ở tỉnh An Huy đổ vào hồ, trong đó lớn nhất là sông Hoài. Thành phố Bạng Phụ, tỉnh An Huy là một trong những thành phố quan trọng ở hạ lưu sông Hoài Hà thuộc tỉnh An Huy. Các nhân viên trực của Sở Chỉ huy Phòng chống lụt bão Bạng Phụ cho biết hiện tại tình hình phòng thủ sông vẫn tốt. Trong khoảng một tuần trở lại đây, khi mực nước ở lưu vực sông Hoài Hà tăng cao, các nhà chức trách đã cho nổ 7 đập để xả nước lũ, khiến tổng cộng hơn 210.000 cư dân phải sơ tán và ít nhất 14 người thiệt mạng. Trên thực tế, ngoại trừ An Huy và Giang Tô, nhiều khu vực ở Trung Quốc gần đây đã xảy ra mưa lớn, gây ra nhiều thảm họa khác nhau. 14 người đã thiệt mạng trong một cơn dông bão bất ngờ ở Tây An, tỉnh Thiểm Tây hôm thứ Hai và 15 người cũng thiệt mạng trong một trận lở đất do mưa xối xả ở tỉnh Cam Túc. Tỉnh Hồ Bắc, nơi lũ lụt nghiêm trọng hơn của Trung Quốc hiện đang trong tình trạng tốt. Cán bộ trực của Sở Chỉ huy Phòng chống lụt bão tỉnh Hồ Bắc cho biết những trận mưa lớn vừa qua tập trung ở hạ lưu sông Dương Tử nên không ảnh hưởng đến tỉnh Hồ Bắc. Lũ lụt đã giết chết 298 người ở Trung Quốc kể từ mùa lũ năm nay và 100 triệu người đã ảnh hưởng bởi lũ lụt. Theo số liệu do Hội Chữ Thập Đỏ Quốc tế công bố hôm thứ Tư, quận Khe Sạn ở Hắc Long Giang hứng chịu trận mưa lớn nhất trong 56 năm. Theo báo Đại Kỳ Nguyên đưa tin, bắt đầu từ sáng sớm ngày thứ Tư, huyện Khe Sạn, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc đại lục đã trải qua một trận mưa lớn. Trong vòng 3 giờ đồng hồ, 15 thị trấn trong quận đã nhận hơn một ngày mưa với lượng mưa 100mm, lượng mưa nhiều nhất ở Belian Township đạt 128,6mm trong 3 giờ, lượng mưa lớn nhất kể từ năm 1957. Theo mạng phát thanh truyền hình Trung Quốc, do thời gian ngắn và cường độ mưa lớn, các con sông ở huyện Khe Sạn đã chảy ra khỏi rãnh. Cây trồng của quận có diện tích 1,08 triệu ha, 60.000 ha đất canh tác bị ngập lụt, 375.000 ha bị nhập nặng và 142.000 ha sản xuất bị mất trắng. 6 cây cầu và 39 cống bị phá hủy, 58 km đường giao thông nông thôn bị cắt, 14 ngôi làng bị lũ lụt bao vây, hơn 10.000 ngôi nhà bị ngập, 64 ngôi nhà bị sập và ảnh hưởng đến hơn 4.000 người và hơn 60.000 gia súc bị mắc kẹt.
Theo ước tính sơ bộ, lượng mưa đã gây ra thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới hơn 70 triệu nhân dân tệ. Sau thảm họa, quận Kesan đã sử dụng hơn 70.000 túi chống lũ, hơn 3.000 cọc gỗ, 2 tấn dây sắt, 15.000 mét khối đất đắp, hơn 3.000 phương tiện và 20.000 nhân viên cứu hộ. Hiện công tác cứu trợ thiên tai của quận vẫn đang được tiến hành. Trung Quốc hứng chịu lũ lụt tồi tệ, vỡ đê nghiêm trọng. Quý vị thân mến, lũ lụt tồi tệ ở miền Trung, miền Bắc và miền Đông Trung Quốc gây vỡ đê nghiêm trọng, ảnh hưởng hàng chục nghìn người. Chính quyền các khu vực bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ở miền Trung, miền Bắc và miền Đông Trung Quốc đang kêu gọi tăng cường các biện pháp ứng phó như gia cố đê bao và tuần tra 24/24 để bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân trong những ngày mưa lớn. Hoàn Cầu Thời báo đưa tin tại tỉnh Sơn Tây, miền Bắc Trung Quốc, các đoạn hạ lưu của sông Phần đã trải qua đỉnh lũ lớn nhất trong gần 40 năm qua do mưa lớn liên tục. Vỡ đê sông Phần đoạn gần làng Kiều Đông, huyện Tân Cương xảy ra vào khoảng 5 giờ chiều ngày thứ Bảy. Chiều dài đoạn vỡ lên đến 25 mét, 14 máy móc quy mô lớn và 350 người nỗ lực và vá đê bằng đá và gạch. Tuy nhiên, đến 9 giờ sáng ngày hôm sau, lỗ thủng vẫn chưa được vá. Hơn 1.900 cư dân gần đó đã được sơ tán an toàn. Vừa qua, tỉnh Sơn Tây đã ban hành biện pháp ứng phó khẩn cấp cấp độ 3 để kiểm soát lũ lụt sau khi có thương vong trong các vụ sập nhà và sạt lở đất do mưa lớn gây ra. Hơn 25.000 người dân ở Sơn Tây đã được di rời sau khi mưa lớn đổ bộ vào tỉnh này. Mưa lớn ở Sơn Tây kéo dài trong một tuần qua và dự báo còn tiếp diễn trong những ngày tới, với lượng mưa ở nhiều nơi trong tỉnh vượt trên 100mm, thậm chí 200mm, mức cao lịch sử. Mưa làm ngập lụt nhà cửa, phá hủy các trụ đỡ bên dưới một tuyến đường sắt băng qua sông Trường Viên. Một video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy đường sắt treo lơ lửng trên không mà không có trụ cầu. Cục khí tượng Sơn Đông cho biết, tại các khu vực thuộc tỉnh Sơn Đông, miền Đông Trung Quốc dự báo sẽ có những trận mưa như chút vào hai ngày qua. Chính quyền tỉnh Sơn Đông đã ban hành hướng dẫn kiểm soát lũ lụt và kêu gọi nâng cấp toàn bộ các dự án thủy lợi để tăng cường khả năng kiểm soát lũ lụt. Đặc biệt, tỉnh sẽ tăng cường công tác kiểm tra phòng thủ các bộ phận trọng yếu để đảm bảo an toàn vận hành trong trường hợp khẩn cấp, bao gồm cả giám sát 24/24 giờ. Các khu vực khác cũng phải đối mặt với áp lực lớn do lũ lụt gây ra. Tại tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc, vào lúc 11 giờ sáng ngày thứ Hai, đập Tam Môn Hiệt trên sông Hoàng Hà đã trải qua trận lũ lớn nhất kể từ năm 1979, với lưu lượng nước chảy vào lên tới 8.460 m3 trên giây và lượng nước chảy ra lên đến 8.010 m3 trên giây, theo tờ Hà Nam Nhật Báo. Từ ngày thứ Năm, hồ chứa đập thủy điện Tiểu Lãng Để trên sông Hoàng Hà chạm mức nước cao lịch sử 272,28m và bắt đầu xả lũ với tốc độ 4.500 m3 trên giây để đảm bảo kiểm soát lũ lụt. Vào ngày Chủ nhật, dòng giữa của sông Hoàng Hà đã trải qua đỉnh lũ số 3 trong năm nay với lưu lượng nước tối đa đạt 8.200 m3 trên giây, theo Bộ Thủy lợi Trung Quốc. Bộ Thủy lợi nước đã cử 8 đội công tác đến tuyến đầu các khu vực bị ảnh hưởng ở các tỉnh Thiểm Tây phía Tây Bắc Trung Quốc, Sơn Tây phía Bắc Trung Quốc, Hà Nam phía Trung Trung Quốc và Sơn Đông phía Đông Trung Quốc để giám sát các hoạt động kiểm soát lũ lụt. Trung Quốc công bố thiệt hại do lũ lụt, mưa bão mới nhất. Kính thưa quý vị, Trung Quốc đã phải hứng chịu những thảm họa thiên nhiên phức tạp và nghiêm trọng, thường xuyên xảy ra các hiện tượng thời tiết và khí hậu cực đoan trong 3 quý đầu năm nay với lũ lụt, mưa gió, hạn hán, bão, động đất, sóng thần và thảm họa địa chất là những thảm họa lớn. Theo Hoàn Cầu Thời báo, tổng cộng có 104,94 triệu người bị ảnh hưởng, trong đó có 892 người chết hoặc mất tích. Ngoài các thảm họa thiên nhiên lớn như thời tiết đóng băng, bão tuyết, bão cát, cháy rừng và đồng cỏ, các thảm họa biển ở những mức độ khác nhau cũng đã xảy ra. Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc cho biết, các thảm họa thiên nhiên đã ảnh hưởng đến 104,94 triệu người, khiến 892 người chết hoặc mất tích và 5,66 triệu người phải di rời. Bên cạnh đó, 167.000 ngôi nhà bị sập và 1,85 triệu ngôi nhà bị hư hại. Khoảng 12.593 ha hoa màu bị ảnh hưởng. Tổng thiệt hại kinh tế trực tiếp ở những thảm họa này là 290,4 tỷ nhân dân tệ, khoảng 47,39 tỷ đô la Mỹ. So với số liệu bình quân cùng kỳ những năm qua, số người bị ảnh hưởng bởi thiên tai, số người chết và mất tích, số nhà sập và thiệt hại trực tiếp về kinh tế giảm lần lượt 31%, 16%, 19% và 15%. Trong nửa đầu năm nay, tình hình chung của thiên tai tương đối nhẹ với 176 người chết hoặc mất tích và thiệt hại trực tiếp về kinh tế là 41,86 tỷ nhân dân tệ, khoảng 6,4 tỷ đô la Mỹ, đều là mức thấp nhất trong thập kỷ qua.
Trong quý 3, do ảnh hưởng của bão, lũ lụt và thiên tai nghiêm trọng, các tỉnh phía Bắc Trung Quốc đã phải chịu thiệt hại nặng nề hơn rõ ràng so với các khu vực phía Nam. Trong 8 tháng đầu năm, 39 trận mưa lớn đã xảy ra trên khắp Trung Quốc, với lượng mưa trên toàn quốc là 782mm, nhiều hơn 4% so với lượng mưa trung bình của các năm trước trong cùng thời kỳ. Bão đã gây ra lũ lụt nghiêm trọng ở các tỉnh Hà Nam và Hồ Bắc thuộc miền Trung Trung Quốc và tỉnh Thiểm Tây ở Tây Bắc Trung Quốc vào 2 tháng qua. Mặc dù có 10 cơn bão hình thành ở Tây Bắc Thái Bình Dương và Biển Đông trong 3 quý đầu năm, ít hơn số lượng trung bình của các năm trước là 3,5 cơn bão, chỉ có 3 cơn đổ bộ vào Trung Quốc. Những cơn bão này có ảnh hưởng rộng tới nhiều nơi bao gồm Quảng Đông, Quảng Tây, Hải Nam, Chiết Giang, Thượng Hải, Giang Tô, An Huy, Sơn Đông, Phúc Kiến và các khu vực ven biển khác. Bên cạnh đó, hầu hết các trận động đất trong 3 quý đầu năm nay đều xảy ra ở các khu vực phía Tây, bao gồm khu tự trị Tân Cương, khu tự trị Tây Tạng và các tỉnh Thanh Hải, Vân Nam và Tứ Xuyên. Tổng cộng có 463.000 người tại 14 tỉnh bị ảnh hưởng bởi động đất, trong đó có 19 người chết và 82 ngôi nhà bị sập hoặc bị hư hại nghiêm trọng, gây thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới 8,3 tỷ nhân dân tệ, khoảng 1,3 tỷ đô la Mỹ. Mới nhất, giới chức Trung Quốc đã phải đưa ra biện pháp ứng phó khẩn cấp cấp độ 4 khi tỉnh Sơn Tây và tỉnh Thiểm Tây hứng chịu trận lũ lụt tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ, với hơn 55.000 cư dân phải di rời, 166 điểm du lịch đóng cửa và hoạt động của 65 mỏ than bị đình chỉ. Nhiều thành phố ở Sơn Tây hứng chịu lượng mưa lớn từ 120 đến 280mm trong 10 ngày qua và lượng mưa ở một số khu vực trong tuần trước bằng mức bình thường trong cả tháng này. Bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, các mỏ than ở Sơn Tây tạm thời ngừng sản xuất, khiến một số nhà quan sát đặt câu hỏi về tác động tiềm tàng của việc phát điện trong những tuần và tháng tới. Sơn Tây là tỉnh sản xuất than lớn, rất quan trọng đối với nguồn cung cấp than của Trung Quốc. Do vậy, lũ lụt có thể ảnh hưởng ngắn hạn đến nguồn cung cấp điện và than của Trung Quốc. Và thông tin trên cũng đã kết thúc chương trình hôm nay của Tin Mới. Để không bỏ lỡ những thông tin của chúng tôi, quý vị hãy bấm like, share và subscribe để nhận được thông báo mới nhất khi chúng tôi phát sóng. Còn bây giờ, xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại! Vâng, thưa quý vị, bản tin hôm nay tới đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin của chúng tôi. Chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe hạnh phúc. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn biểu tượng chuông ở góc phải màn hình để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất mà chúng tôi sẽ cập nhật. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.